vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 38 ca nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca mắc trên cả nước là 50 ca. Trong đó, tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp đầu tiên trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika gây nên. Điều này đang khiến rất nhiều phụ nữ lo lắng về khả năng nhiễm bệnh, đặc biệt là đối với công nhân khi mà môi trường sống của họ ẩm thấp và dễ phát sinh muỗi. Những dãy nhà trọ sát nhau, ẩm thấp, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, nơi có hàng trăm nữ công nhân đang sinh sống. Đây cũng là điều kiện để muỗi sinh sản nhanh chóng trước tình hình dịch bệnh do virus Zika gây ra đang tăng tại các tỉnh phía Nam. Nhiều nữ công nhân không khỏi lo lắng khi điều kiện sinh sống không được đảm bảo, trong khi hầu hết trong số họ đều đang ở độ tuổi mang thai. Mình biết là về Zika thì có thể lây từ mẹ sang con, cũng gây ảnh hưởng đến não của con, gây dị tật. Ở vì công ty thì cũng chỉ đặt biển thôi chứ cũng không có tuyên truyền hẳn hay là có kiểu có lớp ấy à, thì không có, nên là cũng nói chung mình không có nhiều thời gian để quan tâm ấy chị. Nhiều lúc cũng thấy no, có con nhỏ ở đây nên là em cũng nhiều lúc cũng thấy no ấy. Một số khu nhà trọ công nhân ở các vùng ven, đặc biệt là gần kênh rạch, bãi đất trống, cây cối, rác thải rất dễ phát sinh lăng quăng, muỗi, nên nhiều công nhân lo ngại về khả năng bị nhiễm virus Zika tại Hà Nội. Trong khi đó, kiến thức phòng chống cũng như khả năng nhận biết về dịch bệnh này của nhiều công nhân vẫn còn hạn chế. Vâng, như nhiều nhà trọ thì như ví dụ như ở không phải là ở khép kín, ở tập thể, nhiều người có ý thức thì không sao, có người không có ý thức thì vứt rác linh tinh ạ. Nhà vệ sinh thì không được sạch sẽ thì cũng có thể gây ra bệnh đấy. Thế thì những cái khu trọ đấy thì thường là sống đông đúc, chật chội, điều kiện kinh tế khó, có những cái vật dụng không sử dụng mà không được thu dọn. Đấy là một trong những cái địa điểm mà dễ cho muỗi phát triển. Thì chính vì vậy mà cũng cần phải tập trung vào cái việc can thiệp hay là tuyên truyền cho những cái người mà sống trong khu nhà trọ như thế để họ có những biện pháp chủ động loại bỏ những cái vật dụng chứa nước không cần thiết để loại bỏ lăng quăng, bọ gậy cũng như là diệt muỗi. Mặc dù ở các tỉnh phía Bắc thì chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm virus Zika nào, thế nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo phụ nữ đang mang thai vẫn cần khám và siêu âm thường xuyên để phát hiện sớm biến chứng đầu nhỏ ở thai nhi, đặc biệt là thai ở tuần tuổi thứ 16 đến 22 để đo cấu trúc hệ thần kinh. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, 80% những người bị nhiễm Zika không có triệu chứng. Những trường hợp có triệu chứng thường biểu hiện ở dạng nhẹ như sốt và phát ban. Ngoài ra cũng có thể gây đau cơ và đau khớp, nhức đầu, đau sau mắt và viêm kết mạc, ngứa, đỏ mắt. Chúng ta có thể thấy rằng nhiễm virus Zika chỉ gây ra những triệu chứng nhỏ, nhưng di chứng của nó rất khó lường. Và theo một số nghiên cứu mới đây cho thấy sự liên quan giữa virus Zika với hội chứng đầu nhỏ. Từ cách làm luống rau, sử dụng phân thuốc, cách phòng trừ sâu bệnh hại bằng các phương pháp hữu cơ tiết giảm tối đa chi phí, những thanh niên này mong muốn mọi người, mọi nhà đều có thể tự trồng rau sạch để sử dụng mà không cần áp dụng các quy trình kỹ thuật.